Một dàn ghét từ đời 2007 cho đến 2009. À, hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị một cái video nói về cái dòng xe mà tầm tiền khoảng hơn 100 triệu. À, nhiều người thắc mắc là cái thời Z này thì đi thì sẽ bao nhiêu tiền, và những cái cách để làm nào để có thể mua được 100 triệu, có thể đi được vài ngàn cây số, đi được đôi ba năm, và có thể đi được sau nhiều khoảng thời gian mà nó khấu hao ít. À, chia sẻ với anh chị đây là cái video của ba con xe ghét đời 2009, 2009 và 2007. Nhưng mà riêng chiếc xe 2007 thì nó là bản Click và nó là chiếc xe bản 1.4. À, chúng ta sẽ quay chi tiết về từng chiếc xe này nó sẽ như thế nào nhé. À, chúng ta sẽ bắt đầu đi chi tiết. À, đây là bản Click đời 2007 này. Bản đủ máy gầm, nội thất chiếc xe này là còn nguyên từ nỉ trở đi. Ông anh này, ông ấy cũng khá là chăm chiếc xe này. À, chiếc máy của Click, ở cái video ngày hôm nay thì chiếc máy của Click anh chị có thể nhìn thấy nó hoàn toàn giống với máy của Hyundai Verna, hoặc là Hyundai Verna số tự động thì đều là như vậy, hoặc là là Ghetto số tự động đều như thế này. Nhưng mà chiếc xe máy Ghetto của đời 2009 nếu như không Click, anh chị nhìn thấy ngay là nó khác đôi chút. À, chiếc xe một bản 1.4 này thì máy của nó, anh chị nhìn thấy hoàn toàn máy của nó, nhìn máy nó đẹp hơn, nó được bài trí một cách đẹp hơn, và bên cạnh nữa thì nó chạy cũng là mạnh mẽ hơn rất là nhiều. À, nó sẽ tốn xăng hơn một chút so với Click, so với bản thường. Đây cái máy anh chị nhìn này, ngay thời điểm hiện tại anh chị nhìn luôn là cái máy của đời 2009 con màu xanh này. Đây là những chiếc xe mà rất là cứng đẹp nha anh chị nhá. Thế anh chị có thấy cái máy nó khác biệt không? Cái máy của Click nó khác biệt khá lớn so với máy của thông thường này. À, chiếc xe đời 2009 tiếp theo anh chị có thể nhìn thấy máy cũng đều giống với chiếc xe màu xanh này. Giống máy màu xanh này nhá. Anh chị thấy không? Và ba chiếc xe này máy đều rất là đẹp. Và con này là gốc Hà Nội và đang là biển tỉnh. Cho nên là chiếc bên xe xanh cũng vậy, đều là gốc Hà Nội vậy, cho nên nếu anh chị có về Hà Nội thì nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều so với bản thông thường. Còn duy nhất trước kia xe kia nó là chiếc xe bản hoàn toàn là một chủ từ đầu, vẫn là biển 4 số, con Click. Thế thì ba chiếc xe này thì giá tiền anh chị sẽ quan tâm đến nó đúng không ạ? Giá tiền của những chiếc xe này thì nó đều là xem từ 155 triệu cho đến 185 triệu. Anh chị có thể lựa chọn bất kỳ chiếc xe nào tầm hơn 100. Và đây là bản nhập hết nhá. Đều là bản nhập, bản đủ và đều là khóa liền chìa, bô lăng tích hợp, gạt mưa sau. Đều là những chiếc xe mà chạy rất là tốt. Anh chị có thể chúng ta sẽ test thử. Tôi sẽ test cho anh chị nhìn hình ảnh nó chạy trên đường và nó sẽ theo nhau nó chạy như thế nào. Thì một vài giây phút nữa anh chị sẽ được xem ở cái phần nó chạy, tôi sẽ test thử cho anh chị xem. Đấy là cái video mà chia sẻ với anh chị rằng là những cái dòng xe ghét mà hơn 100 triệu thời điểm này, miền Bắc bây giờ rất là rét. Tôi đang đứng ở đây nhưng mà đang rét, gió rất là rét, và đây là cái nội thất của nó. Tôi sẽ quay thử cái nội thất của một vài em này. Ở đây anh chị có thể đi lướt qua thôi, lướt qua rất là nhanh thôi. Anh chị có thể nhìn thấy là nội thất, đây là những chiếc xe mà nội thất nó hoàn toàn là nỉ. Thế thì cũng để chia sẻ anh chị luôn rằng là có nhiều cái video rồi nhưng không nói lại nhiều nữa. Nhưng anh chị nhìn cái tắp ly như thế này thì là hoàn toàn là nó không có dịch vụ gì cả. Đó, xe nó như này, có màn hình rồi. Đấy thì anh chị lắp màn hình thì cũng lưu ý là một vài lần sau mà lắp những màn hình này thì nhớ rằng là bảo anh em lắp nó đẩy cái phần chân này vào. Cái phần này tí tôi sẽ phải xử lý cho nó đẩy cái phần chân này, cái màn hình này. Nó hơi lồi qua, nó kích vào đây này. Nó kích vào đây. Thì thường thì chúng ta thay cái màn hình, chúng ta sẽ phải thay cái dưỡng này đi. Chúng ta sẽ phải nhấc cái dưỡng này ra. Nhưng mà cái bây là người ta không nhấc dưỡng ra, nhưng người ta nhét cố nó vào đây. Cho nên cái phần này nếu đi sóc là nó hơi đẩy ra ngoài. Cho nên là về cái này đương nhiên tôi sẽ phải đưa vào đây, tôi sẽ phải xử lý cái phần này đi cho nó tốt hơn. Thì con này là những con dòng xe này, đến nội thất của nó cả hai bên luôn. Thì về cơ bản thì nội thất nó đều giống nhau cả thôi. Chiếc xe này bản Click và chiếc xe bản thông thường này thì anh chị nhìn thấy rằng là thứ nhất là hệ thống nó chỉ khác cái đôi chút là cái bản Click thì cái phần tay nắm này anh chị có thể nhìn thấy cái tay nắm của thằng Click này thì nó thiết kế cái nội thất của nó là nó nỉ và nó màu đen hơn một chút. Còn anh này thì nó là màu mạ chrome. Thì anh chị cứ nhìn thấy là những cái phần như này này,
nó hoàn toàn mà không phải sơn lại thì là những con xe mà chạy ít và gần như là xe nó không dọn, thì đấy là những chiếc xe mà nó chạy không có dịch vụ. Còn nếu như xe mà nó sơn lại rồi, nó bỏ quá nhiều những phần đó thì là những con xe nó dịch vụ ra rồi. Khá đẹp. Trần và bạn cũng chia sẻ với chị rồi. Đây là cái phần cốp sau nữa này. Về cơ bản ấy, ba con xe này nó đều xem nhau về cái nội thất nó như vậy. Và 100% là xe không lỗi. Không có bất kỳ một cái lỗi lầm nào. Anh chị có thể nhìn thấy cánh thì đấy là cái video. Đây là phần sau. Ba chiếc nó đều như nhau cả thôi. Thì chúng ta sẽ xem qua cái video mà chúng tôi sẽ chạy ở trên đường nữa, thì cho anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái bản ghế này nó như vậy, hơn 100 triệu. Hay toàn bộ cái phần phía sau chắn nắng này, kích này, cốp này, anh chị tất cả những cái đồ này nó vẫn còn hết. Và cả ba chiếc xe ghế này thì anh chị có thể là lựa chọn bất kỳ chiếc nào đều có thể được trong cái dòng xe ghế này. Và tôi nghĩ rằng nó cũng chạy khá tốt với cái tầm hơn 100 triệu. Nếu mà hơn 100 triệu chúng ta khó mua những dòng xe gì mới có thể chạy được. Với cái tầm tiền khoảng 155 triệu trở ngược thì chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc xe gia đình là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Thì anh chị có thể lựa chọn chiếc xe đi để có thể ấm cúng cho mình, giữ cái độ an toàn cho mình vào thời điểm hiện tại là một điều mà cũng là mong là anh chị, cái điều hạnh phúc anh chị lựa chọn được thì nó là cái niềm hạnh phúc của tôi. Và rất mong anh chị sẽ ủng hộ tiếp tục những video lần sau. Thì anh chị có điều gì thắc mắc thì có thể comment, và đặc biệt là hãy đăng ký vào kênh để khi tôi phát video là anh chị là người nhận video sớm nhất nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.